giờ á, tối ngày á, ở nhà không có tiền bạc gì trơn, muốn khởi nghiệp á thì không biết khởi nghiệp từ đâu, cũng không có vốn để khởi nghiệp nữa, chán thì chứ. Có thằng chồng á thì cũng y hệt vậy á, không khác gì trơn á, khá là được mà. Tội hả? Ai nói bà tôi không biết khởi nghiệp, tôi còn một con gà trống không ấy kìa, nghĩ qua bây giờ nó còn tơ quá, tôi không biết có nên chơi hay không thôi. Chơi khởi nghiệp mà sao không chơi, ông còn đợi gì nữa. Bà nó cũng đúng ha, phải thì mình ăn nhiều. Thôi bà đây, tôi ra tôi bắt gà cái. Ông đi đâu vậy? Tôi đi kiếm kẹo, con gà ở nhà ăn sao á, tôi nhốt ở bội á. Bà ấy bà kiếm cái vỏ bà bỏ vô cho tôi nha. Tôi kiếm kẹo lát tôi về. Vậy thôi đi đâu đi. Em ơi, rồi chưa? Rồi chưa em? Em ồn. Rồi, tôi ra liền. Nặng nổi thôi. Ngại cái nón này kìa, sao không ngại cái nón vô? Rồi, quên. Trời ơi, mang cái gì xuống cái nè. Rồi, leo lên. Rồi, lên liền, lên. Ôi dạ, ui, giót. Rồi, ngồi đàng hoàng cái té vậy đó. Rồi. Công nhận, ông nuôi con gà tốt thiệt luôn ông. Ta nói tôi mặn thịt gà ha, nó vẹt uông. Kiểu này bán đường giá chắc luôn. Cái gì? Mày nói vậy? Bà mặn luôn con gà của tôi luôn hả? Ừ, đúng rồi. Ừ, trời, con gà của tôi. Con gà trống đá nguyên bầy đá được có con mà mặn luôn rồi. Chứ không phải mình nói mặn bán hả? Chứ mày đá đóng gì nữa. Có con gà đá một mà cũng mặn luôn rồi. Còn gì mới khởi nghiệp. Thôi, đi về. Mệt hả? Lỡ rồi thôi. Hồi tôi kiếm ai bán cho ông con gà này. Kiếm được đồng nào hay đồng đó. Hay quá trời, con gà tôi mua biết bao nhiêu tiền không? Khởi nghiệp của bà á, tôi sợ rồi luôn rồi đó.